Xin chào quý vị và các bạn. Việc tìm nhà thầu sân bay Long Thành thực sự trở thành nỗi ám ảnh của ACV. Khi chủ đầu tư đã kiên trì hết lần này đến lần khác, nhiều lần gia hạn, hành trình tốn không biết bao thời gian và chi phí để lọc tìm nhà thầu, nhưng kết quả cuối cùng lại tay trắng. Chuyện gì đang xảy ra với gói thầu hơn tỷ đô? Mấy hôm nay, các dự án về đường cao tốc Bắc Nam sắp thông xe được rất nhiều người chú ý, mà quên bén đi một dự án cùng quan trọng không kém. Đó là công việc tìm nhà thầu thi công nhà ga sân bay Long Thành. Theo lịch thì lần gia hạn đấu thầu đã lần thứ mấy rồi, sắp tới có lịch mở thầu vào 28 tháng 4. Nhưng kết quả vừa được thông báo chỉ cách đây mấy giờ như thông tin bên dưới, chúng ta mới thấy đường tìm nhà thầu chính thi công còn xa quá xá là xa. Tìm một lần không ra thì gia hạn tìm không thấy thì gia hạn tiếp. Cứ thế bước điều bước. Và dường như việc tìm nhà thầu đang bị mắc kẹt đâu đó, một công việc tưởng không khó nhưng lại tốn quá nhiều thời gian công sức, làm phá tan mọi kế hoạch ban đầu. Như một cái máy bào, bào tiến độ rồi bào luôn niềm tin, đứt từng khúc một cách rất ngọt. Nếu theo kế hoạch ban đầu, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, mốc thời gian này đã bị trượt do không tìm được nhà thầu. Công việc tìm thầu được ACV bắt đầu khởi động từ tháng 9 năm 2022. Thế nhưng, hết năm 2022 sau vài lần gia hạn, vẫn không có thêm nhà thầu nào tham gia cuộc tuyển chọn. ACV sau đó buộc phải thông báo hủy thầu đối với lần đấu thầu đầu tiên, do các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu, do ước tính thời gian triển khai không chính xác. Rồi bước sang tháng 1 năm 2023. ACV phát hành hồ sơ mời thầu, ấn định đóng thầu vào ngày 28 tháng 3. Tuy nhiên, sau đó ACV lại tiếp tục phải gia hạn thời gian mở thầu thêm một tháng sang ngày 28 tháng 4. Lúc này nói thẳng là hoàn thành dự án vào năm 2025 là điều hoang tưởng, do phải thực hiện điều chỉnh thời gian gói thầu từ 33 tháng lên thành 39 tháng, trong đó có 3 tháng vận hành chạy thử tức hoàn thành vào cuối năm 2026, hoặc lâu hơn nữa. Và cho đến thời điểm cuối tháng 4 này, đã đến hạn mở thầu. Rất ngạc nhiên tưởng chừng nút thắt tiến độ đã tháo, vì đã tăng thời gian hoàn thành giống như các sân bay khác cùng quy mô, và giống với đòi hỏi của các nhà thầu quốc tế. Rồi trong hội nghị tiền đấu thầu diễn ra vào ngày 20 tháng 4, đã có rất nhiều nhà thầu trong và ngoài nước tham dự. Nhưng kết quả trông chờ không khác các lần trước là mấy, khi lại y chang như ban đầu, là không thấy mặt mũi nhà thầu ở đâu mà chỉ thấy. ACV lại tiếp tục thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu mới, là vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, tức kéo dài thêm 2 tháng nữa với mục đích để thu hút thêm nhà thầu tham dự. Còn các thông tin khác của gói thầu không thay đổi. Lưu ý thêm chỉ mới tổ chức đấu thầu, thì dự toán gói thầu lần 2 đã tăng khoảng hơn 200 tỷ đồng, so với dự toán gói thầu khi tổ chức đấu thầu lần 1. Có thể thấy cứ mỗi lần gia hạn tìm thầu thì tốn một khúc, mất đi từ 3 đến 4 tháng tiến độ thi công. Lại thêm cái cớ để người khác nghi ngờ gói thầu có điều gì đó bất ổn, làm các nhà thầu rất e ngại. Và thời gian tới có còn gia hạn nữa không thì không có biết. Còn hiện giờ gói thầu này thực sự trắc trở đến ám ảnh. Không biết gói thầu còn điều khoản nào không giải được mà các nhà thầu lại không mặn mà. Trong khi giá gói thầu hơn tỷ đô chứ không phải là ít. Tưởng chừng sẽ cuộc chiến khốc liệt, dù đã có điều chỉnh để thu hút nhiều nhà thầu nhưng lại trắng tay. Do vậy, không tìm được thầu nên mốc thời gian khởi công đối với hạng mục nhà ga hành khách sân bay cũng chưa thể xác định được. Như chúng ta thường thấy, các dự án tỷ đô chậm tiến độ chính là con đường cao tốc phóng nhanh tới đội vốn. Nhiều nước muốn bẫy nợ nước khác thành công, có một chiêu họ thường áp dụng rất dễ, là cho dự án tỷ đô chậm tiến độ vài năm, dẫn tới giá phóng lên như tên lửa là bẫy nợ quốc gia đó thành công. Rõ ràng dự án thành phần này thì ACV làm chủ đầu tư. Nhưng công việc trễ nải ách tắc trong việc triển khai, thì chủ đầu tư là bên trực tiếp phải chịu trách nhiệm toàn diện. Về phương diện người quản lý, khi đã giao việc mà người trực tiếp nhiều lần không làm được, dù có dễ tính hay ưu ái cỡ nào đi chăng nữa, thì những nhà quản lý cũng trở nên khó tính và căng thẳng hơn, sẽ nghi ngờ năng lực đến khó nghĩ. Mới nhất vào ngày 11 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói thẳng, việc đấu thầu không thành công gói thầu nhà ga đã thể hiện hạn chế, thiếu chủ động, thiếu chuyên nghiệp của ACV. Do đó, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của quốc gia.
Còn vào ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính bồi sâu thêm phát nữa, khi yêu cầu khẩn trương chỉ đạo đánh giá năng lực triển khai dự án của ACV, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân trong tổ chức đấu thầu gói thầu dẫn đến lãng phí nguồn lực. Cùng ngay trong ngày 26 tháng 4, khi việc tìm thầu đang rối bời, đang đau đầu chưa lối thoát, thì ACV phải nhận thêm án phạt vì gây ô nhiễm bụi khí thi công san lấp giai đoạn 1, làm người dân xung quanh dự án quá sức chịu đựng, họ kêu la quá trời. Theo đó, ACV đã bị Bộ Tài nguyên Môi trường xử phạt 270 triệu đồng do gây ô nhiễm không khí vượt chuẩn xung quanh dự án sân bay Long Thành. Cụ thể phạt 180 triệu đồng cho hành vi gây ô nhiễm không khí vượt chuẩn kỹ thuật. Phạt 90 triệu còn lại do thi công tại công trường chưa thực hiện đầy đủ biện pháp giảm bụi như đánh giá tác động môi trường đã hướng dẫn. Các lỗi làm phân phát bụi nhiều ra khu dân cư như vừa qua như chưa bố trí các hồ chứa tạm để chứa nước mưa và chưa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa trong quá trình thi công, chưa thực hiện gia cố kè, ta luy, chưa có các hồ lắng, mương thoát nước, xử lý nước từ các hồ lắng trước khi thải ra các suối xung quanh. Tại khu vực bãi lưu trữ đất đào dư thừa, việc thực hiện tưới và phun nước không thường xuyên, liên tục, không đầy đủ các vị trí theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Tình trạng này dẫn tới lượng bụi cuộn tròn như cơn lốc, rồi phát tán bụi bao trùm lên mọi thứ ở khu vực xung quanh. Theo Bộ Tài nguyên, do đây là công trình trọng điểm quốc gia, cần đẩy nhanh tiến độ để gấp rút hoàn thành, nên không áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động mà chỉ phạt tiền. Hơn nữa, nếu đình chỉ hoạt động cũng không giảm được ô nhiễm bụi, mà còn có nguy cơ gia tăng từ khu vực mặt bằng đã được san lấp trên diện tích 2.500 ha. Do vậy chỉ yêu cầu ACV thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi. Trong đó, có giảm cường độ thi công vào các giờ cao điểm khô và gió bụi mạnh, tức từ 10 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ hàng ngày. Bổ sung giải pháp thi công san lấp theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện lu lèn chặt đất ngay sau khi san lấp đạt cao độ. Đến nay, để khắc phục bụi từ quá trình thi công ra bên ngoài, đặc biệt ở các trường học, thì huyện Long Thành đã tiến hành lắp đặt 18 máy điều hòa không khí cho 6 phòng học của trường mầm non xã Bình Sơn. Cùng với đó, từ kinh phí 300 triệu đồng cam kết khắc phục trước đó nữa của ACV, thì thêm 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Sơn cũng được triển khai lắp đặt. Cách đây vài năm, khi ACV được chọn thực hiện dự án sân bay Long Thành, đã làm dấy lên những lo ngại cho các đại biểu quốc hội quan tâm dự án. Họ từng đặt ra nghi vấn về năng lực của ACV. Khi đó, có đại biểu tỉnh Lạng Sơn từng nêu băn khoăn về năng lực huy động vốn của ACV, đặc biệt với 11 tỷ USD để làm giai đoạn tiếp theo. Nếu không thu xếp được có thể chậm tiến độ dự án. Bởi so sánh tổng mức đầu tư Long Thành cao hơn nhiều so với các sân bay quốc tế khác. Cụ thể, sân bay Đại Hưng Trung Quốc khánh thành năm 2019, thiết kế 7 đường băng, công suất 100 triệu hành khách, 4 triệu tấn hàng hóa, vốn đầu tư chỉ 11,5 tỷ USD. Sân bay Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, thiết kế 4 đường băng, công suất 90 triệu lượt hành khách, vốn đầu tư chỉ có 12 tỷ USD. Trong khi đó, sân bay Long Thành chỉ có 4 đường băng, 100 triệu lượt hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mà vốn đầu tư là 16 tỷ USD. Từ ví dụ sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, một đại biểu khác cho rằng không thể khẳng định chỉ ACV mới có kinh nghiệm làm sân bay. Việc giao ACV cũng chưa phải là phương án huy động vốn tốt nhất, vì 2/3 nguồn vốn vẫn phải đi vay. Vị này cũng kêu gọi các tập đoàn tư nhân có năng lực hợp tác với nhau, trong đó ACV có thể làm vai trò chủ đạo trong tổ hợp đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. Dự kiến ban đầu được giao 3/4 hạng mục dự án sân bay Long Thành, tuy nhiên sau đó ACV được giao hạng mục nhà ga. Đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án, song cho tới nay gói thầu này lại tìm không ra nhà thầu. Giải trình Quốc hội khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khi đó đã khẳng định ACV có năng lực tài chính lành mạnh, nguồn thu sẵn sàng của 21 cảng hàng không đủ bù đắp thiếu hụt dòng tiền, cũng như có thể huy động được nguồn vốn vay thương mại quốc tế với điều kiện vay tốt hơn mức thông thường. Ông Thể cũng cam kết sẽ cố gắng tối đa để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án và cho rằng việc chọn được nhà đầu tư nhanh nhất là mấu chốt để khởi công dự án vào năm 2021. Nhưng cho tới nay, thành bại của sân bay Long Thành nằm thời gian hoàn thành nhà ga hành khách. Đang được ACV quản lý triển khai đã 5 lần 7 lượt tìm nhà thầu nhưng lại không có. Hiện tại dự án đang triển khai gói thầu san nền giai đoạn 1 cho 2.500 ha,
cùng chỉ mới đạt 62,5% khối lượng. Tính trên tổng số 115 triệu mét khối cần đào đắp, thì dự án mới san lấp được 71,9 triệu mét khối đất. Trong khi mùa mưa đã đến gần, và thi công ô nhiễm bụi như vừa qua, do vậy san lấp khối lượng hoàn thiện rất lớn còn lại chưa biết có kịp tiến độ.